Những thông tin chính yếu cùng chương trình Cuộc sống 24 giờ. Trung Quốc sẽ phóng số lượng chuyến bay vũ trụ kỷ lục vào năm 2024. Lạm phát Nhật Bản cao nhất trong hơn 40 năm. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo khẩn khi căng thẳng trên Biển Đỏ khiến giá cước tăng cao. Người dân miền Trung chật vật tìm vé xe Tết. Tọa độ thế giới, Greenland mất 30 triệu tấn băng mỗi giờ vì khủng hoảng khí hậu. Nước, click lọc, Gen Z súng xính áo dài chụp ảnh Tết, trao lưu hay tìm về cội nguồn. Cuối cùng là chọn điều tử tế. Hơn 3,4 tỷ đồng được huy động từ chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 19. Tất cả sẽ có trong chương trình Cuộc sống 24 giờ hôm nay. Cầu treo Con Tu Rằng nằm ở thị trấn Mang Đen, tỉnh Kon Tum. Về mặt kinh tế, cây cầu đóng vai trò quan trọng trong đời sống của dân làng. Về mặt cảnh quan, cầu treo Con Tu Rằng tạo nên vẻ đẹp yên ả cho khu vực này. Vào tháng 6 hàng năm, nơi đây dư khoác lên mình một màu vàng óng ả đầy mơ mộng của những ruộng bậc thang mùa lúa chín. Bên dưới là dòng sông Đắk Pla hiền hòa. Ở phía bên kia cầu là khu nhà chứa lúa của dân làng nằm lọt thỏm giữa ngọn núi Ngọc Lễ và rừng nguyên sinh hùng vĩ. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và mang lại cho những khách ghé thăm cảm giác thư giãn và bình yên. Thùy Dương mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ. Thưa quý vị, vẻ đẹp yên ả nơi cầu treo Con Tu Rằng bằng đèn vừa rồi đã thay lời mở đầu của chương trình gửi đến quý vị. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trên thế giới. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Trung Quốc dự định sẽ phóng số lượng tàu vũ trụ chưa từng có trong năm nay, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy các chương trình thám hiểm không gian. Hồi tháng 1 vừa qua, công ty tư nhân Orion Space ở Trung Quốc đã phóng tên lửa rắn lớn nhất thế giới Gravity 1, thành công mang tải trọng, gồm 3 vệ tinh thời tiết thương mại Yuan Yao 1, nặng 6.500 kg lên quỹ đạo trái đất thấp. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho tham vọng không gian của công ty Orion Space, đang nghiên cứu phát triển hai mẫu tên lửa khác, bao gồm Gravity 2 và Gravity 3. Theo Reuters, Trung Quốc có kế hoạch phóng thêm hai tàu vũ trụ chở hàng và hai tàu vũ trụ có người lái lên trạm vũ trụ của mình. Kỹ sư thiết kế tên lửa vũ trụ Liu Feng cho biết, theo kế hoạch năm nay, tên lửa đẩy Long March 2F sẽ thực hiện hai nhiệm vụ phóng có người lái. Ngoài ra, tàu thăm dò mặt trăng Chang'e 6 đang trải qua các cuộc thử nghiệm tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương. Theo kế hoạch, tên lửa sẽ hạ cánh trên mặt trăng trong nửa đầu năm nay để bắt đầu thu thập mẫu. Hội nghị công tác kinh tế trung ương được tổ chức vào cuối năm ngoái để đề xuất xây dựng một số ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như du hành vũ trụ thương mại. Do đó, ngành công nghiệp vũ trụ thương mại dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong năm nay. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của nước này đã chạm mốc 3,1% trong năm 2023. Đây là mức lạm phát trung bình cao nhất kể từ năm 1982. Chỉ số lạm phát cao gây lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng cá nhân, động lực quan trọng của kinh tế Nhật Bản. Trong số 522 mặt hàng được khảo sát, có đến 90% mặt hàng tăng giá, chủ yếu là thực phẩm tăng đến 8,2% và chi phí nhà ở tăng đến 17%. Lạm phát của Nhật Bản tăng cao là do nhu cầu tiêu dùng khôi phục mạnh sau dịch COVID-19, trong khi đồng yên yếu khiến giá hàng hóa nhập khẩu leo thang. Theo các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản sẽ tăng chậm lại trong thời gian tới khi áp lực hàng hóa nhập khẩu giảm bớt. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có cuộc họp chính sách cuối tháng này. Ngân hàng cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng tăng lương trước khi đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngày 20 tháng 1, tuyết rơi dày đã bất ngờ đổ xuống tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, địa phương đăng cai sự kiện thể thao Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon đã hứng chịu lượng tuyết rơi dày đến 28 cm, trong khi thành phố lân cận Samcheok phủ trong lớp tuyết dày 25,8 cm. Chính quyền tỉnh Gangwon đã quyết định kích hoạt chế độ khẩn cấp mức độ 1 và huy động 5.620 nhân viên và 693 thiết bị dọn tuyết để đảm bảo an toàn cho những người tham gia Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến ban tổ chức Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông điều chỉnh lịch thi đấu một số môn.
Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 dành cho các vận động viên từ 15 đến 18 tuổi. Đây là Thế vận hội thanh niên mùa đông đầu tiên diễn ra tại châu Á. Sự kiện này quy tụ 1.802 vận động viên đại diện cho 78 quốc gia, tranh tài trong 81 nội dung của 7 môn thể thao và 15 phân môn. Startup công nghệ của Trung Quốc, công ty Betavolt đã thành công phát triển pin hạt nhân nhỏ bằng đồng xu, đặc biệt là loại pin này có thể chạy 50 năm mà không cần sạc lại. Công ty Betavolt cho biết, loại pin mới có thể lưu trữ 3.300 MW điện, cao gấp 10 lần so với pin lithium truyền thống. Hãng cho biết, theo pin có thể duy trì cung cấp điện tới 50 năm mà không cần sạc lại hay bảo trì. Loại pin mới mang tên PV100 tạo ra điện bằng cách khai thác năng lượng phát ra từ một đơn vị phóng xạ đang phân rã của Niken, Niken 63. Giữ một thiết bị phân rã phóng xạ trong túi nghe có vẻ khá mạo hiểm, nhưng Betavolt khẳng định PV100 tuyệt đối an toàn. Hãng tự tin về độ an toàn pin đến mức cho rằng trong tương lai, loại pin mới có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim và tim nhân tạo. Betavolt cho biết pin không có phóng xạ bên ngoài, đồng thời cũng không có nguy cơ bắt lửa hay phát nổ. Hiện nay, loại pin nhiệt hạch chỉ được sử dụng trong kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, Betavolt tin rằng pin hạt nhân PV100 có thể được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, như là cung cấp năng lượng cho các thiết bị smartphone. Hãng cho biết, loại pin mới trong giai đoạn thử nghiệm sẽ sớm được đưa vào trong sản xuất hàng loạt. Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ khiến giá cước container vận chuyển hàng hóa đi châu Âu, châu Mỹ tăng vọt, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống cảng biển thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách nhằm thu hút các hãng vận tải container mở tuyến mới đến Việt Nam, tiếp tục khẩn trương nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến hoạt động tàu thuyền. Thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, giá vé máy bay được cho là tăng cao so với những năm trước, nên nhiều người chuyển sang lựa chọn tàu hỏa, xe khách để phù hợp với điều kiện kinh tế. Dù thay đổi phương thức đi lại, không ít người dân vẫn gặp khó khi tìm mua vé tàu xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung vì đã hết vé. Theo đại diện bến xe miền Đông cho biết, hiện bến xe chỉ còn các nhà xe đi khu vực Tây Nguyên. Do đó, bến xe miền Đông cùng 13 doanh nghiệp khai thác trong bến đã chuẩn bị phương án tăng cường khi lượng khách tăng đột biến. Cùng với đó, đường sắt Sài Gòn công bố bổ sung hơn 7.000 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết. Sắp tới đây, lễ hội âm nhạc S2O Songkran sẽ lần đầu tiên chào sân khán giả Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 11 đến 12 tháng 5 năm 2024, đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết, sự kiện này được khởi nguồn vào năm 2015 tại Thái Lan. Đây là sự kiện giặt nước ngoài trời quy mô lớn, kết hợp sống động giữa lễ hội té nước Songkran truyền thống và không khí tưng bừng của bữa tiệc âm nhạc dance điện tử EDM. Hàng năm, sự kiện thu hút hơn 100.000 khán giả khắp nơi đến với thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau đại dịch COVID-19, lễ hội trở lại và mở rộng sự phổ biến ra toàn thế giới. Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với người dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Năm nay, lễ khai hội sẽ được tổ chức chính lễ vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 tại di tích lịch sử văn hóa Đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, phục vụ người dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương. Cụ thể, ở phần lễ sẽ tổ chức rước đước từ sông Đà về Đền Hạ, dâng hương tại các di tích và tế thỉnh Đức Thánh tại Đền Hạ. Ở phần hội sẽ có tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống vào các ngày 22 và 23 tháng 12. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì quyết định tổ chức lễ hội Tản Viên Sơn Thánh Xuân Giáp Thìn cùng với khai trương du lịch huyện Ba Vì năm 2024 ngay từ đầu năm mới, nhằm góp phần giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch của huyện. Tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đã được dự báo ở mức cao so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, mới đây, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tiếp tục dự báo, từ hôm qua ngày 21 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, sẽ có mực nước cao nhất tại các trạm trên các sông, kênh rạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Đỉnh chiều cao nhất tuần xuất hiện vào giữa tuần, riêng trạm Nhà Bè xuất hiện vào đầu tuần, ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, hiện tại đang trong giai đoạn mùa nắng, lượng nước từ đầu nguồn các con sông về ít nên nước biển theo các cửa sông vào sâu trong đất liền gây nên tình trạng xâm nhập mặn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng lưu ý, cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở cấp độ 3, xâm nhập mặn vào sâu trong các sông, kênh rạch khu vực của thành phố, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chuyển sang chuyên mục tọa độ thế giới, một nghiên cứu mới đây tiết lộ rằng dải băng ở Greenland đang bất trung bình 30 triệu tấn băng mỗi giờ do khủng hoảng khí hậu, nhiều hơn 20% so với suy đoán trước đây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã được sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để lập bản đồ hơn 235.000 vị trí cuối cùng của nhiều sông băng trong khoảng thời gian 38 năm. Kết quả cho thấy, dải băng Greenland đã mất đi khoảng 5.000 km2 diện tích ở rìa tảng băng kể từ năm 1985, tương đương với 1.000 tỷ tấn băng từ năm 1985 đến năm 2022. Điều này đồng nghĩa tổng lượng băng bị mất đi trung bình khoảng 30 triệu tấn mỗi giờ. Con số này cao hơn nhiều so với những ước tính trước đây cho thấy Greenland mất đi 221 tỷ tấn băng mỗi năm kể từ năm 2003. Hiện tượng mất số lượng lớn băng ở Greenland được cho là hậu quả của việc nhiệt độ toàn cầu tăng cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà khoa học lo ngại, nguồn nước ngọt đổ vào phía Bắc Đại Tây Dương này đồng nghĩa với việc dòng hải lưu bị suy giảm. Dòng hải lưu Đại Tây Dương hiện đang ở mức yếu nhất trong 1.600 năm. Năm 2021, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra dấu hiệu cảnh báo về điểm giới hạn trong biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, hệ thống hải lưu có nguy cơ sụp đổ vào năm 2025. Dải băng Greenland cũng được các nhà khoa học cho là sắp đạt đến điểm giới hạn của sự tan chảy không thể đảo ngược, với lượng băng tương đương với mực nước biển dâng cao 1-2 mét. Các nhà khoa học lo lắng rằng bất kỳ nguồn nước ngọt nào cũng có thể đóng vai trò là điểm giới hạn khiến dòng hải lưu Đại Tây Dương sụp đổ, dẫn đến cân bằng hệ sinh thái bị phá vỡ và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Tiếp tục chương trình với chuyên mục Lướt Click Lọc. Thưa quý vị, thời điểm này, không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ trong bộ áo dài hoặc cổ phục Việt ở khắp các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh Tết. Nếu một số ý kiến cho rằng đây chỉ là trào lưu nhất thời, thì nhiều người lại nhận định những chiếc áo dài này không chỉ làm cho sắc xuân thêm phần rộn ràng, mà còn là một cách để gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Việt phục đã không còn nằm trong những tư liệu khô cằn, mà dường như đã thực sự sống dậy. Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa là những địa điểm dễ bắt gặp nhiều cậu 2 mở 3 nhất thành phố Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Không chỉ có giới trẻ mới súng xính váy áo, nhiều người thuộc thế hệ trước cũng diện áo dài để hòa mình trong không khí rộn ràng, giúp khoảng cách thế hệ như rút ngắn lại. Tại vì mình thấy người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài rất là dễ thương và duyên dáng. Và bốn chị em chọn một cái màu áo theo trend đó mà trend cho trẻ trung, cho năng động trong cái dịp Tết đó, thì là cái cơ hội, cũng như là bình thường thì cũng ít khi nào mặc quốc phục, tại vì do là mình cũng đi làm nhiều công ty này kia đó, thì Tết cũng là cái dịp để mình mặc quốc phục để mình tôn lên cái bộ áo dài truyền thống của dân tộc mình. Tôi yêu áo dài Việt Nam. Trên nền tảng mạng xã hội TikTok những ngày qua đã xuất hiện trào lưu Việt phục xuống phố, khiến nhiều người trầm trồ. Nếu trước đây công chúng chỉ bắt gặp trang phục truyền thống trong các tư liệu lịch sử, thì những năm gần đây, chúng lại được tái hiện qua các MV, những bộ phim điện ảnh đầu tư chỉnh chu. Thời gian qua, xu thế diện áo Nhật Bình, áo tất trong đám cưới đã được nhiều người trẻ lựa chọn, và cũng có nhiều fanpage được lập ra để đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với đông đảo công chúng. Mình không nghĩ rằng là cái phong trào mặc cổ phục nó chỉ là một cái phong trào ngắn hạn. Nếu mà nhìn từ sâu xa thì nó sẽ là một cái phong trào bền vững và kéo dài. Chúng ta chỉ có thể biết rằng là sẽ có những cái giai đoạn lên và xuống của cái phong trào này. Chứ còn cái nhu cầu về gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc, mình nghĩ là nó sẽ song hành và luôn luôn tồn tại chừng nào mà chúng ta còn dân tộc Việt Nam và còn quốc gia Việt Nam. Trên
thực tế, có nhiều người trẻ muốn tìm hiểu về Việt phục nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu. Mặt khác, trang phục Việt cổ vẫn còn tồn tại những tranh cãi và một nỗi sợ mang tên không thuần Việt. À, qua mỗi thời đại, ta có những sự giao lưu học hỏi nhất định. Có một số loại trang phục sẽ có thể hơi giống nước này, giống nước kia và khiến chúng ta nhầm tưởng là chúng ta bảo ủa nó không thuần Việt. Nhưng mà hãy cứ hiểu một cách đơn giản rằng là chúng ta đâu phải là một cái ốc đảo biệt lập. Dân tộc chúng ta cũng không phải là một dân tộc tự cô lập. Chúng ta sẽ luôn luôn giao lưu, học hỏi và luôn hướng đến những cái sự tiến bộ. Và khi chúng ta hiểu được những cái ý nghĩa tốt đẹp của những loại trang phục thì cái việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc mới trở thành có hướng đi và có cái sự chắc lọc. Không dừng lại ở một trào lưu, chúng ta có thể thấy rõ dấu tích ngàn năm đằng sau vạt áo. Việc lan tỏa áo dài hay cổ phục Việt bằng hình thức nào đều là cách để đưa văn hóa đến gần với người trẻ. Từ đó giúp họ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đậm đà bản sắc. Lan tỏa những điều tử tế là điều mà chương trình Cuộc sống 24 giờ luôn muốn mang đến quý vị mỗi ngày. Rất xúc động khi hôm nay chúng tôi được kết nối với những nhân vật đặc biệt để cùng chia sẻ đến quý vị giá trị tốt đẹp từ chuyên mục Chọn điều tử tế. Cuối tuần qua, công ty Phú Mỹ Hưng đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận 7, quận 8 và các huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 19 năm 2024 với thông điệp Bước chân chia sẻ. Năm nay, chương trình thu hút hơn 7.000 người tham gia đi bộ trên lộ trình dài 2,1 km, vận động từ thiện được hơn 3,4 tỷ đồng. Tham gia chương trình lần thứ 2 rồi thì em thấy chương trình rất là ý nghĩa, kiểu em giúp được nhiều người với lại lan tỏa rất là nhiều cái giá trị mà tốt đẹp. Đến nay, chương trình đã trải qua 19 lần tổ chức, thu hút hơn 230.000 lượt người tham gia, quyên góp hơn 47 tỷ đồng vào công tác an sinh xã hội tại các quận 7, 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh. Nhận thấy chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, cũng đã có nhiều cánh tay đồng hành trong khâu chuẩn bị để tạo nên một mùa đi bộ thành công. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi và Hiếm muộn Phương Nam là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu tham dự cái sự kiện đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý. Chúng tôi thấy thì đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa với cộng đồng, được tổ chức rất quy mô và chuyên nghiệp. Chúng tôi mong rằng là chúng tập thể nhân viên của chúng tôi, bác sĩ và toàn bộ nhân viên sẽ góp sức cùng với cộng đồng của quận 7 và mong rằng chương trình tổ chức càng ngày càng thành công và lớn mạnh hơn. 19 năm mình đi bộ từ thiện á, là 19 năm tạo cái hồn cho đô khu đô thị. Cái tư tưởng mà mỗi năm đều có đi bộ đó, nó kế thừa rất nhiều cái hình ảnh trước đó. Mình nói rằng coi như một con người thì có phần thể xác và cái phần linh hồn. Thể xác là xây dựng, còn linh hồn là cái người sống ở đây tư duy như thế nào. Thì bắt đầu như vậy, từ ngày mà thành lập đã có tính toán cái tư duy của người dân ở đây. Nếu ai mà về đây ở thì đương nhiên nó có cái điều là những người khá giả rất nhiều thì họ phải nghĩ đến thương người nghèo. Với sự đồng lòng và đóng góp của cộng đồng và các đơn vị, chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 19 đã trở thành ngày hội ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng Phú Mỹ Hưng nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đến với chuyên mục Ăn Hiểu, Hiểu Ăn tuần này, chương trình sẽ tìm hiểu về món thịt đông ngày Tết. Thưa quý vị, khi Tết đến xuân về, món thịt đông là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình Bắc Bộ. Thoạt nhìn tô thịt đông trông mộc mạc nhưng lại là nét ẩm thực nổi bật pha đầy tinh tế. Miền Bắc thường trải qua những ngày Tết trong không khí lạnh, có khi rét đậm, rét hại từ những đợt gió mùa Đông Bắc. Nhiều người truyền miệng lại rằng, nguồn gốc thịt đông chính là món từ món canh chân giò hầm bị đông lại bất đắc dĩ. Khi để bên ngoài trong thời tiết lạnh, vô tình thịt đông lại trở thành món ăn lạ miệng để ăn kèm cơm hay bánh chưng mà không hề gây ngán. Màu sắc vàng nhạt từ màu tự nhiên của thịt được nấu chín, nước thịt lại đông đặc,
có khi là đống cả ván mỡ bên trên có thể khiến không ít người ngán ngẩm, cảm giác như ăn một món ăn vụn về. Nhưng chỉ cần ăn thử một miếng với bát cơm trắng, người ăn sẽ cảm giác như đang thưởng thức cả những ngày đầu xuân miền Bắc. Nước thịt khi cho vào cơm nóng tan nhẹ ra nhưng không hề bị mặn, và vừa vặn để ăn với cơm hay bánh chưng, xôi đều ngon. Món ăn còn thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ của những bà nội trợ miền Bắc với cách nấu vừa đơn giản vừa cầu kỳ. Ngày Tết cùng quay quần bên gia đình, ăn một miếng thịt đồng mềm thơm kèm bánh chưng và củ hành muối để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết Bắc. Nhắc đến nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam sẽ nhớ ngay đến người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân tại Việt Nam. Suốt cả cuộc đời, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ với nghị lực, quyết tâm phi thường. Năm lên 4 tuổi, thầy Nguyễn Ngọc Ký gặp cơn bão bệnh và bị liệt cả hai tay. Bản thân ông và gia đình đều rất buồn và xót xa. Tuy vậy, Nguyễn Ngọc Ký vẫn nuôi ước mơ được đi học như chúng bạn cùng trang lứa. Năm lên 7 tuổi, cậu bé Ký lân la đến trường, đứng ngoài nghe cô giáo giảng bài, xem các bạn học. Về nhà, cậu bắt đầu hì hụi tập viết bằng chân. Nhờ sự cố gắng tuyệt vời, cậu đã được đi học và học rất giỏi. Câu chuyện về thầy cũng được đưa vào sách giáo khoa và trở thành biểu tượng của lòng kiên trì, ý chí học tập suốt đời. Câu chuyện về nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký với ý chí, nghị lực phi thường cùng tinh thần hiếu học vượt lên số phận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.